Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Viktor Orbán đến thăm Nga trong sự phản đối của EU. Du kích Ukraine cho nổ tung đường ray xe lửa của Nga. Báo cáo công khai có 120.000 lính Nga đã thiệt mạng ở Ukraine. Nga, Triều Tiên có thể xây dựng cây cầu mới qua biên giới. Vương quốc Anh thay thủ tướng trong thắng lợi của công đảng. Tổng thống Biden đối mặt với áp lực từ nhà tài trợ Nghị sĩ Hoa Kỳ lo ngại về căn cứ gián điệp Trung Quốc tại Cuba Các công ty muốn đưa nhân viên Đài Loan khỏi Trung Quốc Tất cả đều có trong bản tin trưa nay Y Ngọc xin kính chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi kênh 60 Giây Tinh Hoa vào hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 7. Xin chúc quý vị có một buổi trưa cuối tuần đầm ấm và an lành. Sau đây là bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào ngày 5 tháng 7 cho biết, sáng kiến hòa bình của chúng tôi đã được đề ra cách đây không lâu. Chúng tôi đang nói về việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, khỏi các tỉnh Zaporizhia và Kherson. Còn cả những điều kiện khác, nhưng đây là chủ đề để xem xét khá chi tiết trong quá trình hợp tác chung. Ông Putin nói, Tổng thống Nga giải thích thêm việc Ukraine từ chối tuần thủ tối hậu thư của Nga không phải bởi những điều kiện được đưa ra, mà bởi những lý do rất đặc biệt mà ông Putin nghĩ như sau. Theo tôi, chế độ Kyiv không hề có ý tưởng chấm dứt chiến sự, vì trong trường hợp này, các nguyên cớ để gia hạn chế độ thiết quân luật sẽ biến mất. Và nếu thiết quân luật buộc phải hủy bỏ, điều đó có nghĩa là phải tổ chức các cuộc bầu cử, do các cuộc bầu cử này chưa diễn ra đúng thời hạn. Tuy nhiên, rõ ràng phía Ukraine sẽ không muốn bàn giao cho Nga các tỉnh Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk, bởi trong hơn hai năm qua, quân đội Nga vẫn không thể chiếm giữ hoàn toàn những khu vực này mặc dù chuyến đi của ông viktor orbán đã được eu ra tuyên bố khẳng định thủ tướng hungary không đại diện cho eu nhưng bản thân tổng thống putin vẫn tuyên bố ông orbán đến moscow không chỉ với tư cách là đối tác lâu dài của chúng tôi ở nga mà còn với tư cách là chủ tịch hội đồng châu âu trước sự kiện này thủ tướng đức nhấn mạnh viktor orbán đến thăm putin với tư cách thủ tướng hungary trong chính sách đối ngoại hội đồng châu âu được đại diện bởi charles michel lập trường của eu rất rõ ràng chúng tôi lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi, ông tuyên bố thêm. Việc ông Orbán đơn phương đến thăm Nga cũng khiến cho các quốc gia EU rất phản đối. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary, David Pressman, bình luận về chuyến thăm của ông Orbán cho biết, đây không phải là vì hòa bình, mà là vì lợi nhuận. Điều này gây tổn hại rất lớn cho người Hungary. Đại sứ giải thích rằng, Thủ tướng Hungary không thể được coi là người kiến tạo hòa bình, vì ông không yêu cầu Tổng thống Putin chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Vị đại sứ cũng nói rằng, Thủ tướng Hungary đã quyết định đứng về phía một người đàn ông có quân đội đang phạm tội chống lại loài người ở Ukraine, thậm chí cầu xin Putin ban cho các thỏa thuận kinh doanh, trong khi quân đội của ông ta vẫn đang tấn công người dân Ukraine. Quay trở lại tình hình trên chiến trường, Mới đây, một video gây sốc được lan tỏa trên các trang mạng xã hội Nga khi súng phòng không cũ trong kho của Nga được mang ra sử dụng đã tự hủy, khiến toàn bộ ekip xạ thủ vận hành bị nổ tung. Vào hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7, nhà báo quân sự Ukraine, chiến dịch ZSU, đã đăng một video ghi lại khoảnh khắc một khẩu pháo phòng không tầm trung một nòng AZP-S60 thời Liên Xô được quân đội Nga vận hành tại một địa điểm không xác định ở Ukraine phát nổ. Đoạn video do một người quan sát đứng gần đó quay lại cho thấy, vũ khí 57mm dường như đã được tháo khỏi giá đỡ bốn bánh thông thường và được gắn vào đầu xe bọc thép chở quân APC. Ekip xạ thủ gồm 3 người đang chuẩn bị khai hỏa thì bất ngờ một vụ nổ lớn tại vị trí ổ đạn của hệ thống này. Trang tin Sensor.net đã công bố video cho biết toàn bộ ekip xạ thủ người Nga đã bị thiêu rụi do vụ nổ. Đây không phải là lần đầu tiên thiết bị và nhân sự của Nga bị thương và tử vong khi sử dụng vũ khí và đạn dược thời Liên Xô trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nguyên nhân có thể là do không tuân thủ các quy trình an toàn, do thiếu hiểu biết hoặc bất cẩn, hoặc do tuổi thọ và tình trạng của đạn dược đang sử dụng, hoặc kết hợp cả hai. AGP S-60 được thiết kế vào cuối những năm 1940 và được dự định cung cấp một sự thay thế có khả năng hơn cho pháo phòng không 37mm M1939 của Liên Xô. Vũ khí này sao chép theo nguyên mẫu pháo 55 mm Gerard 58 và 50 mm Flak 41 của Đức sau trận chiến Stalingrad. Vũ khí này được đưa vào các chiến trường từ những năm 1950 và được sử dụng rộng rãi bởi Liên Xô, khối Hiệp ước Warsaw, các nước Trung Đông và Đông Nam Á. Thưa quý vị. Các du kích Ukraine báo cáo rằng một trong những điệp viên của họ đã cho nổ tung một đường ray xe lửa gần thành phố Yekaterinburg của Nga, cách Ukraine khoảng 1.600 km, được sử dụng để vận chuyển đạn dược của Triều Tiên, để sử dụng cho cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra của Nga. Phong trào gầm Ates cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 7, Người phát ngôn của Ates nói với tờ Kyiv Post rằng một điệp viên người Nga làm việc cho phong trào du kích đã thực hiện vụ phá hoại ông ấy từ chối nhận thưởng vì ông ấy làm việc vì lý do ý thức hệ. Mục tiêu của ông ấy là ngăn chặn cuộc chiến tranh tội phạm do đất nước ông tiến hành chống lại người Ukraine. Người phát ngôn cho biết vào hôm thứ Sáu, Chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng các vụ nổ đường sắt sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi vẫn đang vận chuyển đạn dược. Vào giữa tháng 6, Bloomberg trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik đưa tin rằng Triều Tiên đã vận chuyển các container tới Nga có thể chứa gần 5 triệu quả đạn pháo. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Hàn Quốc có thông tin về ít nhất 10.000 container chứa đạn pháo được gửi đến Nga. Seoul cũng đưa tin rằng Triều Tiên đã phóng hàng chục khỏa tiễn đạn đạo. Để đổi lấy đạn dược, Nga đã gửi cho Triều Tiên công nghệ để giúp nước này triển khai mạng lưới vệ tinh do thám, cũng như các loại xe tăng và phi cơ. Thưa quý vị, theo cuộc điều tra chung của các hãng truyền thông độc lập Mediazona và Meduza được công bố vào hôm thứ Sáu, có khoảng 120.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Còn số cập nhật này là ước tính dựa trên sổ đăng ký các trường hợp thừa kế của Nga. Báo cáo cho biết số người thiệt mạng thực sự có thể nằm trong khoảng từ 106.000 đến 140.000 người. Còn số này vượt xa số liệu riêng của Mediazona và BBC Russian Service là 58.207 người Nga tử trận có lẽ đây là con số ước tính thấp hơn thực tế vì con số này chỉ bao gồm những người lính đã tử trận được xác định danh tính công khai. Kể từ đầu năm, quân đội Nga đã mất 39.000 người, số người tử vong trung bình đang tăng lên. Trước đây, mỗi ngày có khoảng 120 người tử vong, bây giờ là 200 đến 250 người. Media Zona viết trên Telegram vì Nga chưa công bố số liệu thống kê chính thức về số lượng binh lính thiệt mạng kể từ năm 2022 nên các tình nguyện viên từ Mediazona và Meduza đã dựa vào các nguồn mở để đưa ra ước tính của mình. Chính phủ Ukraine cũng bí mật về tổn thất quân sự của mình, khiến mức độ thương vong chung do cuộc xâm lược của Nga trở nên mơ hồ. Thương vong của lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở Donetsk và Luhansk không được đưa vào ước tính của Mediazona. Thưa quý vị, vào tháng trước, Nga và Triều Tiên đã ký một thỏa thuận nhằm xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Ngoài việc cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự cho nhau, hai bên còn có kế hoạch xây dựng một cây cầu mới bắc qua biên giới chung, một thỏa thuận có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc và mong muốn tiếp cận biển Nhật Bản của nước này. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện đã được ký kết vào ngày 19 tháng 6 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bình Dưỡng. Cầu đường bộ mới được đề xuất sẽ được xây dựng qua sông Tumen, đóng vai trò là ranh giới tự nhiên giữa hai nước láng giềng. Tuy nhiên xa hơn về phía thượng nguồn là khu vực biên giới ba nước với Trung Quốc. Bắc Triều Tiên là đồng minh hiệp ước chính thức duy nhất của Trung Quốc, nhờ vào hiệp ước tương trợ được ký kết vào năm 1961. Cầu hữu nghị Triều Tiên Nga vẫn là điểm giao cắt duy nhất dọc theo biên giới đất liền dài 10 dặm của họ. Cầu đường sắt được xây dựng bắc qua sông Tumen đã khánh thành cách đây 65 năm và một tuyến đường xuyên biên giới mới sẽ mở rộng giao thông và du lịch thương mại sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia khi họ cố gắng cân bằng tác động của lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Kế hoạch mới cho cây cầu sông Đồ Môn vẫn chưa được đặt tên, được đưa ra sau khi Nga và Trung Quốc công bố vào tháng 5 ý định thảo luận về việc tàu thuyền Trung Quốc sử dụng tuyến đường thủy này để tiếp cận biển Nhật Bản, được cả hai miền Triều Tiên gọi là biển Đông. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, lãnh đạo của Đảng Lao động, gọi là Công Đảng, Keir Starmer đã chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh sau cuộc gặp với nhà vua vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 7. Lãnh đạo của Đảng Lao động đã tổ chức một cuộc họp tại Cung điện Bắc Kinh Hầm sau khi ông Rishi Sunak từ chức sau kết quả tổng tuyển cử tồi tệ nhất từ trước đến nay của Đảng Bảo thủ. Ông Stammer đã trở thành thủ tướng công đảng đầu tiên sau 14 năm và là thủ tướng công đảng thứ bảy trong lịch sử của Anh Quốc. Ông Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại ngay trước 5 giờ sáng ngày hôm thứ Sáu và ông Keir Stammer đã tuyên bố chiến thắng ngay sau đó. Đảng lao động trung tả đã giành được đa số lớn trong quốc hội, gồm có 650 ghế. Ông Rishi Sunak đã xin lỗi toàn quốc sau thất bại trong cuộc tổng tuyên cử của đảng bảo thủ. Đây là thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử quốc hội của đảng này ông Rishi Sunak cho biết, Trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi tới đất nước. Tôi đã cống hiến hết mình cho công việc này, nhưng bạn đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chính phủ của Vương quốc Anh phải thay đổi và phán đoán của bạn là quan trọng. Sau khi gặp nhà vua Charles Đệ Tam, ông Keir Starmer đã đi đến phố Downing, nơi ông sẽ phát biểu trước toàn quốc với tư cách là thủ tướng mới. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã chúc mừng ông Keir Starmer và Đảng Lao động Anh về chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vừa qua. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực từ một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ khi ông đang đối mặt với vài ngày quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử tới đây. Một số nhà tài trợ đã công khai cảnh báo họ sẽ ngừng tài trợ trừ khi ông Biden bị thay thế khỏi vị trí ứng cử viên của đảng sau màn tranh luận thảm hại của ông vào tuần trước. Thứ sáu là ngày trọng đại đối với Tổng thống khi ông tìm cách củng cố ứng cử của mình bằng một cuộc phỏng vấn truyền hình hiếm hoi vào giờ vàng và một cuộc vận động ở Wisconsin. Mặc dù thừa nhận mình đã làm hỏng đêm đó, ông vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục là người dẫn đầu đảng của mình để đối đầu với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 các nhà tài trợ đã cân nhắc các lựa chọn của họ. Abigail Disney, người thừa kế gia sản của gia tộc Disney, đã nói với kênh tin tức kinh doanh CNBC rằng bà không tin ông Biden có thể giành chiến thắng trước cựu Tổng thống Trump. Nhà sản xuất phim Hollywood là Damon Lindelof, người đã quyên góp hơn 100.000 đô la Mỹ cho Đảng Dân Chủ trong bầu cử này, đã viết một bài luận công khai trên Deadline kêu gọi các nhà tài trợ khác giữ lại tiền của họ cho đến khi có sự thay đổi. Một cuộc thăm dò của tờ New York Times đã công bố vào hôm thứ Tư cho thấy ông Donald Trump hiện đang nắm giữ khoảng cách dẫn trước lớn nhất từ trước đến nay với 6 điểm phần trăm. Thưa quý vị, sau báo cáo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế là CSIS của Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 7 đã phanh phui hình ảnh về nhiều căn cứ gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Cuba làm dấy lên một lo ngại về nguy cơ có chiến tranh lạnh mới các nghị sĩ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đã lo ngại về sự gần gũi của các căn cứ gián điệp đó với nhiều cơ sở nhạy cảm của Hoa Kỳ. Về vấn đề này, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Florida gốc Cuba là Carlos Gimenez đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào hôm thứ tư ngày 3 tháng 7 rằng không còn nghi ngờ gì về Đảng Cộng sản Trung Quốc có liên quan đến việc xây dựng những căn cứ tại Cuba hoặc đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tại đó. Nhà phân tích của CSIS đã phát hiện ra bốn trạm nghe lén, đã hỗ trợ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng thông tin tình báo, tín hiệu để tiến hành hoạt động gián điệp chống lại Hoa Kỳ. Nghị sĩ Gimenez giải thích thêm về điều này, lưu ý rằng các hoạt động chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Cuba vẫn còn trong vòng bí ẩn. Gimenez cũng chỉ ra căn cứ gián điệp tại Cuba được CSIS phát hiện cách quận của ông chưa đầy 100 dặm, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga đang gia tăng các hoạt động gần Hoa Kỳ và có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Là nghị sĩ người Hoa Kỳ gốc Cuba duy nhất, ông Gimenez cũng cho biết, ông hy vọng Cuba có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga. Ông cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sử dụng các căn cứ ở Cuba để theo dõi các hoạt động luyện tập quân sự của Hoa Kỳ, giúp Trung Quốc hiểu rõ hơn về phản ứng của Hoa Kỳ trong trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan thưa quý vị một số công ty nước ngoài đang cân nhắc chuyển nhân viên đài loan ra khỏi trung quốc sau khi bắc kinh đã tuyên bố có thể áp dụng án tử hình đối với những người theo chủ nghĩa ly khai đòi độc lập cho đài loan cứng đầu những người tiết lộ thông tin bao gồm một luật sư và hai giám đốc điều hành có hiểu biết trực tiếp về các cuộc thảo luận đã nói rằng các hướng dẫn mới đã khiến một số người đài loan ở nước ngoài cũng như các công ty đa quốc gia nước ngoài hoạt động tại trung quốc ngay lập tức phải đánh giá rủi ro và mức độ nguy hiểm về mặt pháp lý của họ. Theo khảo sát gần đây nhất của chính phủ Đài Loan, tính đến năm 2022, có khoảng 177.000 người Đài Loan đang làm việc tại Trung Quốc. Nhân viên Đài Loan được nhiều công ty đa quốc gia tại Trung Quốc tuyển dụng vì họ có khả năng ngôn ngữ và hiểu biết về văn hóa của Trung Quốc. Ngoài ra cũng có rất nhiều các công việc đang được thực hiện cho vô số các công ty Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc và theo ước tính của chính phủ Đài Loan nước này đã đầu tư khoảng 200 tỷ đô la kể từ năm 1991, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Một người khác quen thuộc với vấn đề này cho biết, một số nhân viên Đài Loan ở Trung Quốc đã được đề nghị và chấp nhận phương án rời khỏi Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể tự quyết định tương lai của mình. Đồng thời, ông cũng lên án các quy định mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa, Yên Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.